Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã tỏ ra lo ngại tại một hội nghị ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, bày tỏ rằng chỉ có Mỹ mới có thể ngăn chặn Israel tấn công vào thành phố Rafah thuộc miền nam Gaza. Ông Abbas cảnh báo về khả năng diễn ra cuộc tấn công trong những ngày tới. Đồng thời, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận về kế hoạch tấn công, thỏa thuận về con tin và viện trợ nhân đạo tại vùng Gaza. Quốc hội Mỹ đang quan tâm đến việc Israel có sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp phù hợp với luật nhân đạo quốc tế hay không. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ phải báo cáo trước Quốc hội về khả năng tin tưởng được sự đảm bảo từ Israel rằng họ không vi phạm luật pháp của Mỹ hay quốc tế khi sử dụng vũ khí của Mỹ. Đoạn văn còn nói về việc một phái đoàn của Hamas sẽ đến thăm Cairo của Ai Cập để đàm phán nhằm đạt được lệnh ngừng bắn theo một quan chức của Hamas. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng dự kiến gặp gỡ các đối tác khu vực trong tuần này trong chuyến đi tới Ả Rập Xê Út, Jordan và Israel. Chuyến đi này diễn ra sau khi Reuters đưa tin rằng một số quan chức cấp cao của Mỹ đã đặt câu hỏi liệu Israel có sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp phù hợp với luật nhân đạo quốc tế hay không theo một bản ghi nhớ nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ. Mời bạn xem video chi tiết trong phần video liên quan phía dưới.